ngày 19 tháng 11, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố Lâm Thiện Nhật, 29 tuổi, Hồ An Thịnh, 18 tuổi, Tôn Thành Nghĩa, 23 tuổi, Hồ Ngọc Hiếu, 19 tuổi, cùng ngụ huyện Thoại Sơn và Trần Văn Tâm, 20 tuổi, ngụ huyện Chi Tôn với hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán súng quân dụng. Theo hồ sơ, cuối năm 2022, Công an huyện Thoại Sơn phát hiện, thu giữ tại nơi ở của Lâm Thiện Nhật 5 khẩu súng các loại, 4 kg đạn chì, 4 viên đạn, 2 ống nhòm, 2 ống giảm thanh, 1 dao tự chế và nhiều đồ vật khác. Tháng 6 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Thiện Nhật. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh An Giang tiếp tục khởi tố thêm Hồ Ngọc Hiếu, Trần Văn Tâm, Hồ An Thịnh, Tôn Thành Nghĩa cùng về tội chế tạo vũ khí quân dụng. Nhật khai năm 2021 lên mạng xã hội đặt mua được 3 khẩu súng. Trong đó có một khẩu súng quân dụng cùng một số đạn, thiết bị với giá 12,5 triệu đồng. Nhật mang hàng nóng về cất giấu để phục vụ mục đích săn bắn. Năm 2022, Hiếu, Tâm cũng lên mạng xã hội đặt mua 2 khẩu súng rulo với giá 5 triệu đồng nhằm để giải quyết mâu thuẫn với các đối thủ ở địa phương khác. Sau khi súng bị hư, Tâm và Hiếu thông qua Thịnh và Nghĩa mang 2 khẩu súng đến thuê Nhật sửa chữa, lắp ráp lại thành một khẩu súng quân dụng. Khi Nhật chưa kịp giao hàng cho Hiếu, Tâm thì bị công an phát hiện, bắt giữ.